Đoàn Văn Hậu. Khá hay. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Đức. Thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Đây sẽ là dấu chấm hết cho những hy vọng mong manh của thầy trò Lars Vinegård Eriksson. Bàn thắng thứ ba của Quang Hải tại giải đấu này. Nhưng điều quan trọng là nó sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta ghi tên mình vào trận chung kết của AFF Chủ tịch Cup năm 2018. Đó là điều mà tất cả chúng ta đã đợi chờ trong suốt một quãng thời gian dài dằng dặc hơn 82 phút. Và rồi ở thời điểm quan trọng nhất, khi mà Công Phượng đã có mặt ở ngoài đường biên và có thể là mang đến những sự phân tâm nào đó đối với các cầu thủ của đội tuyển Philippines, thì những cầu thủ đang thi đấu ở trên sân đã cùng nhau để sắm vai là những người hùng. Người ghi bàn là Quang Hải, nhưng người đóng góp công rất lớn mang tính đột phá trong bàn thắng mở tỷ số ở trận lượt về này, đó chính là Phan Văn Đức. Phan Văn Đức dù đã bị suy giảm về thể lực nhưng anh vẫn có thể thực hiện động tác qua người. Còn đây là pha bóng trước đó, Tiến Linh đã ở trong tư thế việt vị. Bàn thắng là kết quả của một loạt những tình huống tấn công liên tục và tận dụng quãng thời gian mà đối thủ mất tập trung nhất, xuống sức nhất. Thì những cầu thủ nhanh nhẹn, có khả năng di chuyển không bóng tốt là Phan Văn Đức và Quang Hải đã cùng nhau làm nên chuyện. Phải nói rằng, dù các cầu thủ Philippines nhận thức được sự nguy hiểm của Quang Hải rất nhiều lần phản lỗi với anh, nhưng vẫn không thể ngăn cản cầu thủ áo số 19 này có duyên ghi bàn. Giải năm nay thì Quang Hải đã nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ các đồng đội. Ngoài bàn thắng vừa rồi từ đường chuyền dọn cỗ của Phạm Văn Đức, thì trước đó anh cũng đã có được một tình huống được Nguyễn Phạm Hồng Duy kiến tạo với một cơ hội rõ ràng tương tự. Tiến Linh vào sân và gây ra những sự khó chịu.